mình cũng sở hữu được lá bài canh á. Mà các bạn xịn sò 4 con cò 7 con chim thiệt luôn. Hello Jimmy, tôi được thẻ bài canh nam với thẻ bài hất gây luôn nè. Tao đâu đây, đây mà đứng em đây. Jimmy sở hữu được Mommy Long Leg với lại Boxy Boo. Quá xịn, quá xịn luôn. Ê, bà còn lá khác không? Ui, còn có lá khác nữa. Tôi còn một lá. Ồ, Jimmy con Kissy Missy luôn hả? Xịn, xịn, xịn. Gì ồn bà vậy? Trời, trời ơi. Gì vậy? Bài của Bobby Lee Ham kia anh ơi. Hồi nào chơi hồi đó. Thì sao? Tao sở hữu được cách nát luôn nè con. Gì đây? Anh xem nè, thấy gì không? Ôi trời. Bài của Juno Mali. Ở đồ. Ôi, nhưng mà mấy con quái vật. Mấy con quái vật trong Juno Mali cũng bắt mừng chết. Trời ơi. Trời ơi. Ôi tao sở hữu ba bài Bobby Playtime nè. Đương nhiên những con quái vật này là mạnh hơn mấy con Juno Bali của tụi bay rồi. Chứng cứ đâu? Anh thấy gì anh chứng minh? Chứng cứ đó chính là nhìn mấy con quái vật tụi bay rồi. Nhìn gần nhìn con cá những cách hồi lòi á. Bobby Playtime anh á, nhìn như hoạt hình đó. Không có răng xanh này kia nhỏ kia. Cái nào mạnh hơn? Rồi, ok, dám solo không? Đứa nào thua thì lấy hết lá bài của đứa đó. Trời ơi, tại vì chơi không hả? Được, ở đây, giờ mày có bao nhiêu lá? Giờ mày có bao nhiêu lá? Ê, hợp nhất với tôi đây, tụi mình chung một team mà. Rồi tao có 6 lá nè, mày có mấy lá? Em cũng có 6 lá nè. Được, ví dụ thằng nào thắng thì thằng đó được 12 lá, ok không? Ok luôn, trời. Ok, được rồi. Mày thua thì mày phải bò cho tụi tao ngọt cưỡi lên nha con. Đúng rồi đó. Ok luôn, trời ơi. Ok, ok, rồi, ok. Được, vậy thì bắt đầu vào trận đấu thôi, let's go. Chuẩn bị chưa thằng nhóc á? Trời, anh đã chuẩn bị chưa? Anh đã chuẩn bị rồi, anh đã có 6 lá bài ở đây rồi. Và bên em đây, ngày ba. Hôm nay sẽ là cuộc đấu giữa Bobby Playtime vs Juno Mali. Ok. Ok, thì qua đây. Đây chính là chiếc rương gọi là giống như là bảng đấu đó các bạn. Ai thắng thì để trên màu xanh, ai thua thì phải để xuống màu nâu nghe chưa? Ở đây có chữ thắng thua ngáo với Kemi Yummy nè. Chắc là mình phải để 6 lá này trên màu xanh luôn chứ. Đây có 3 chỗ không đủ á. Được rồi, mình sẽ chơi theo cái trò chơi random nha các bạn ơi. Nó sẽ chọn bên kia, mình sẽ chọn ra một con random bên mình, còn bên tụi nó cũng sẽ chọn ra một con random bên nó. Sau đó hai tụi mình sẽ đấu với nhau các bạn à. Được rồi, lượt đầu tiên tôi nhường cho bà đó Jimmy. Hãy gật cần gắn đi. Cát nắp luôn Jimmy ơi. Hên bên trên kia mở ra hãy bài gì kìa chị ơi. Thôi em dùng chị mở luôn á. Ok. Ra gì đánh từ bên kia nha. Ủa mày đây. Con này là con boss cuối luôn chị ơi. Con này mạnh lắm. Thì anh Nia tới cùng chị rồi đó. Sao Mày như nào mày có gì vậy? Mày là chùm con, tao cũng chùm đây. Tao cũng là anh đi cắt nát nè cô. Trời, con mèo quạt hình rồi hắn mèo quái vật. Ơi con mèo xúc vật rồi hắn con mèo quạt hình. Anh tay cắt à, lộn cắt nát của tao. Ủa gì vậy? Hay giọng nào đây? Khoan. Dừng tay lại, đang thiếu trọng tài đúng không? Để tôi đã. Trọng tài, tụi tao có cần trọng tài luôn ha. Đúng rồi đó. Trời ơi, giao tranh như vậy phải có người đứng ra sân chia công minh hiểu không? Đọc để bài, phân biệt bài này thấy Thôi, bây giờ hai người luôn. Mày phải làm cho công bằng đó nha mày. Được rồi, Can Nam xuất hiện đây. Có gì đâu mày sợ chạy. Chơi luôn. Xuất hiện đi, Smiley Cat chứ. Xuất hiện đi. Con Smiley Cat trông ngu dữ. Trời, nhìn đây. Nhìn con cách nắp của mình một trời một vực luôn rồi con. Wow kìa trời. Trời ơi là trời. Những cái lá bài của nó cùi bắp thiệt sự luôn các bạn ơi. Được rồi, trọng tài tôi sẵn sàng rồi. Ôi, kêu nó dậy đi, kêu nó dậy. Chưa chết mà. Xì mi le cát cùi bắp cùi mía. Hay lắm, cá
này là con mạnh nhất trong tụi bay cái gì? Hai trăm sủa rồi nha. Ba 30 chưa phải là tết. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị ra anh đâm cho vòng tiếp theo rồi nào. Ok. Trọng tài mày đứng im không vậy mày? Mày làm trọng tài được không thằng quỷ? Trọng tài gì đâu mà. Trọng tài này là cảm thôi. Rau đấu thứ hai giữa Hi Ha và Xích Bằng Ao. Tốt. Hey cha. Ghi quốc ghi này giúp mày. Để cho mấy kia mấy mở đi mà. Ờ để là ngày để mở ra cho hả. Ra đây ra đây. Cùi bắp cùi bắp. Gì đây? Bắt Ranger. À đùi. Đã xác định. Căng rồi, căng rồi, căng rồi, căng rồi. Có vẻ như không biết Huggy của mình có mạnh bằng không nữa các bạn ơi. Trời ơi, Jimmy ơi. Trời ơi, con bắt hưng, con bắt của nó, cái con đó nó ghê lắm, nó bự lắm. Hình như nó còn có thể bự hơn Huggy luôn đó. Không có gì mà sợ Huggy của tao, Poppy, lấy thảo, không có gì phải sợ á mày ơi. Ba con súc vật của mày thì chỉ thua mấy con hoạt hình của tao thôi. Ba con hoạt hình. Được, xuất kêu rồi, hốt gây qua gây, xuất hiện đi. Xuất hiện đi, bắt ganh chưa. Được rồi, xuất hiện đi, hốt gây qua gây. Sao lộn vậy? Trời ơi, sao cái con này của mình lùng hơn cái con của thằng kia nữa vậy trời, kỳ quá. Tôi cũng đã có dự kiến chứ. Rồi con kia nó cao quá. Con mình ơi lùng ơi. Đại đi. Lùng nhưng mà phụ tùng của Nhật nó mạnh lắm á. Cười quá. Bên đã vào vị trí. Bây giờ trời ơi nó cao quá. Anh sợ chưa? Ôi trời ơi. Ở đâu? Mày nè. Con ơi ok ok. Con ơi ok ok. Đập nó. Đập nó ok ok. Ôi trời ơi. Bay lên trời. Dạ vô mặt nó đây, dạ vô mặt. Ôi trời ơi. Ôi ơi. Trời ơi thương các bạn, thương các bạn chơi luôn rồi. Các bạn có ôi trời ơi. Xuống xong luôn. Ủa nhưng mà con này trâu bò dữ vậy trời. Con này trâu bò quá nha. Đập nó. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, Huggy của tôi đâu rồi? Bần ngáo này tớt thiệt chứ. Vậy mà thua kìa. Hey, vậy mà lá bài Huggy Huggy của mình thua mít cây á chứ mấy bạn ơi. Hey. Hên thôi, hên thôi. Hay Jimmy ơi, tôi xui quá. Đến lúc bà mở đi cho nó hên Jimmy ơi. Mơm mi lon lát thì cũng ngon lành cành đào đó chứ. Ê nhảnh về mày. Qua mà lo thở bà của mày đây. Mở đây mở đây mở đây. Để coi tụi nó là gì nha các bạn. Ôi. Dạ con cá lóc. Con cá lóc kho đồng. Trận đấu hiện tại là một đau. Được rồi xuất hiện đi mơm mi lon lát. Trời ơi cao. Trời ơi hồi nãy hút ghê thì lộn xộn. Còn bây giờ con này thì cao trọng nhộng luôn các bạn ơi. Như cây cục đèn vậy á. Trời ơi bên Hi Ha đã chịu rồi. Còn bên Xích Bằng Áo thì sao đây? Sao chạy đi cái con cá nông này. Ôi ghê quá vậy. Được rồi hai bên sẵn sàng rồi 2-1 rồi dạ, biến thành khô cá luôn rồi Jimmy ơi. Phút cho hai like cái gì, thua là thua đúng không mấy bạn, thua mà còn nói nhiều nữa thôi được rồi. Vòng đấu thứ ba để tôi ờ tư chứ mày. Trọng tài ngu quá mày. Được rồi. Ui gì đây? Ui gì đây? Ui cũng được. Boxy bu.
Rồi lần này để em cho chị bóc được xui rồi, để coi bên kia tụi nó ra cái gì. Ủa, con gì vậy? Ui, hả, đụng nó ra cái con khỉ gì á Dâm Mi ơi. Con khỉ này chân còn dài hơn cái con bắt tu, cái bắt gì nữa. Bây giờ hai bên chịu thôi đây. Được rồi, bóng xe bô. Được rồi, xuất hiện đi Monster Peer. Con này hơi bị cao lên, đi cao hơn con Mominolet nãy của anh lên nha. Trời ơi trời, nãy giờ chị ngước mà chị nhìn nó mà chị mỏi chị cổ chị luôn á. Trời ơi, con kia là con gì mà như con lông cổ vậy. Được rồi, xuất hiện đi bóng xe bô. Wow. Trời ơi, bà thử đọc cái chức năng của nó đi, ở dưới trong thẻ bài nữa đó. Cơ thể co giãn yếu, Bossy có sức mạnh không quá cao, nhưng bù lại với chiếc hộp ngôi sao, Bossy Boo có khả năng phòng ngự cao. Đó, phòng ngự rất cao luôn. Trời ơi, ngáo ơi, sao cái con này tổng cộng 150 vậy? Ê, đủ rồi, không sao, không sao. Này chỉ là con số mà thôi. Ủa gì ông nội, nãy giờ tôi bắt mặt hai trận rồi đó. Không sao không sao, còn hở là còn cỡ sợ gì đâu trời ơi. Kè mày nhìn đây, bóng si bu của tao tới 4 sao luôn nè, mày bao nhiêu sao? Trời ơi, có 2 sao. Cái này chỉ là hình thức ở trên hình thôi, không phải hiện được sức mạnh. Nhưng mà con này nó cao thiệt sự luôn kìa các bạn ơi, nhìn nó nhìn mình kìa, ghê quá à. Trời ơi, cái chân nó cao quá ơi luôn. Cao, cao chứ. Ôi trời ơi, con này mình phải đi ra xa để mình nhìn đi Dâm Mi ơi. Nhìn con đó gần quá, nhìn mỏi cổ thiệt luôn á. Bạn ngước lên nè à. Chuẩn bị đó nha, tàu hổ. Ôi, cơm bá rồi, tụi nó cơm bá rồi. Ôi ôi ôi, cẩn thận trong tay ơi, cẩn thận trong tay ơi. Ôi 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 ôi. Đánh đi, đánh đi, bóng xì bô. Ôi trời, nó bóng xì bô. Hút nó vô, hút nó vô, đúng rồi. Ôm nó vô người, ôm nó vô người. Có lên. Đó, trời, người ta là bóng si bu rồi, bóng si bo là cái gì mà nói. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, lôi tôi ơi. Quay, bóng si bo. Quay, quay. Cô, trong tay ơi. Ở đây, ở đây, ở đây. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi bóng si bu này nó nguy hiểm thiệt sự luôn á. Đây. Ôi 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 ôi, trời chưa chết luôn kìa. Chắc là chuẩn bị chết rồi đó, chắc là chuẩn bị chết rồi đó mọi người. Ôi. Ôi, bóng xì bụng chết sao? Bóng xì bụng chết sao? Bóng xì bụng chết sao mà? Bóng xì bụng chết sao mà? Trọng tài, trọng tài, trọng tài. Chúng ta có trọng tài, chúng ta hãy nghe ý kiến từ trọng tài. Anh cho quà đi, anh hổ xíu về, em gửi anh 50 đô. Ai 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 ai. Trọng tài không có đố bạn nha. Vậy là mình đã thắng 3-0, tao thắng rồi nghe. Rồi lấy hai bài đây. Thôi 3-1 hiện như 3-0 thôi. Ở đời tụi tao thắng rồi, trọng tài nó nhiều quá trọng tài ơi. Monster Eleven thì con này có gì đâu mà anh. Con này nhìn ngu si muốn chết rồi, ôi còn quá trời luôn. Rồi nói chung dù Normally của mày cùi bắp. Cái gì? Bóc nha, bóc nha. Ừ, bóc đi. Yeah. Nó thua rồi mà. Mà chơi hoài vậy. Đi về đi, bắt về nói chơi em bài rồi. Hai tụi nó thua, tụi nó lấy thẻ bài rồi kìa. Ây, bây giờ Dâm Mi muốn lấy thẻ bài khác không? Tôi cho bà thẻ bài ra, bà muốn chơi Bobby Laytime hay là Juno Bali? Cho tôi hai con thôi. Ý là bà chơi Juno Bali hay là bà chơi Bobby Laytime? Được rồi, Juno Mali nè, tôi sẽ cho Dâm Mi hết những cái lá Juno Mali luôn các bạn ơi. Ôi, thằng mất trời. Ôi, ăn cắp ăn trộm mày. Trời ơi, thằng trọng tài kìa. Vấn đề quan trọng. Gì vậy, vụ gì, vụ gì vậy. Cô phải sửa lâu lâu, quên mất nó lại. Ôi, quên nữa, quên nữa. Đây. Nó đâu rồi? Nó trốn đâu mất tiêu luôn rồi mấy bạn ơi. Thằng đậu sao thằng này nó sủi lẹ quá các bạn ơi. Các bạn đồng ý cho video tập sau tụi mình sẽ đấu về thẻ bài khác. Các bạn muốn mình đấu thẻ bài game gì thì comment ở bên dưới nha. Mình sẽ quyết đấu, sau đó mình sẽ cho nó bài học.